À, ok anh em ơi, mình mới hạ cái con cò nó gãy cổ bên đó đó anh em. Cái máy quay nó bị đứng anh em ơi, bật cái máy quay không lên. Pha rất là đẹp luôn. Đó thì giờ nhờ anh Dạng qua bển lụm giùm mình con cò nha anh em, gãy cổ rồi. Chừng cái xấu Đó. vậy. Hôm nay mình Nó thả đẻ rồi chứ, chừng cái xấu vậy. ở đây đâu có đâu anh ơi. Chứ trong Long An là cái xấu có lắm. Bây giờ cũng 1 giờ anh em ơi, 1 giờ một mấy rồi. Buổi chiều này mình đồng hành rồi chung chung với anh Dạng. Anh Dạng thì có chung mấy cái clip mà đợt trước đi săn chung với mình đó anh em đó, với bạn Đạt, còn chị đó là vợ của anh Dạng nha. Đó giờ lội xong rồi lên ngay cục chịu cởi áo ra anh Dạng, tắt vô cục là bình nó nghi mệt cái đi anh, trôi xuống dưới kia lội lên nữa. Đây anh em ơi, anh Dạng lụm cò qua nha. Lấy đó rồi tiếp tục nha anh em, cảm ơn anh Dạng nhiều nha. Đúng là cái con cò này nó bị tẻn tẻn trong nội ơi. Dài cự chắc xỉu quá. Bắn sợ chúng, sợ chúng cái cây tre cũng còn chết luôn. Sợ chúng cái cây tre không xỉu. Tôi đứng ra thấy anh nguyền con mãi không thấy rồi nữa. Anh lo nhìn dưới nước không à. Ngực con này nè, nhìn ngực nè. Hơi bị mập á. Anh Dạng lụm được con cò nữa nha anh em. Con cò nãy đó mà không thấy. Nó chạy quá chạy rồi. Nắng này tắm mát quá anh Dạng ơi. Đây rồi. Kè nó lên cây một đống đi kìa. Mấy con nó lên đọt đó. Nó đó. Đây nha anh em. Nhờ anh Dạng lụm vô rồi nè. Quá nắng rồi anh em ơi. Vô tối. Ui, ui. Ê, con này bự nè. Đây nè, mấy con diệt kìa, đứng ngoài đó quá nhiều luôn. Diệt bàn đoàn không. Ok anh em ơi, tiếp tục anh em ơi.
chết cò đó nha anh em. Bên đó là anh em ơi. Đó là anh Dạng ơi. Ơi, đem bội nó Dạng ơi. Hay á. Kìa. Dí quá đó. Má mệt lắm rồi đó. Bắt được chưa? Ok các bạn ơi. Hồi nãy anh bắn cỏ bển đó các bạn. Bệnh với anh Dạng hoàng sớm giờ. Nửa tiếng đồng hồ. Hai anh em mệt như quỷ. Nè. Chạy đó. Mệt. À, chùi vô mấy cái bờ lúc bệnh đó các bạn. Không có bơi được các bạn ơi. Mỗi gắn được má máu cái này. Tiếp tục nha các bạn. Thấy đâu? Nó không có đậu không cái gì á. Trời ơi trời nó mạnh dữ gì trời. Lại có cái bỉnh luôn. Trời tới trước rồi coi nó gớt không. Xong rồi. Nè bay ra khỏi bơi giờ. À đại có cái bóp luôn trời. Có lửa anh em ơi. Được con cò nè anh. Mà con cò này nhỏ quá anh ơi. Này cũng cò nè nhưng mà con cò này lạ quá. Cò nhỏ, cò lép. Cái con cò này chiên á. Hay. Bên đó vết nó đậu bên vết mình đó. À. Đó, là ý là anh Dạng nói đi để anh loại nữa. Rồi trời ơi tài trên cái đầu nó miếng tài á. À, tao bắn cái trên cái bu lưng nó miếng tài. Ôi, con này đứng xếp mà đưa bu lưng thì nhận bắn con nó bay lú cái đầu ra thấy không con này ngon quá tôi mới ngừng xe đây luôn nè. Xong. Xong. Bị tổ luôn. Nè có luôn. Rồi rớt áo em luôn. Lấy cái cây khều được á anh. Mày. Nhảy hả mày? Nhảy với tướng nhỏ hả? Nắm lục bình lo vô. Nắm lục bình lo vô nè để chiều rồi chạy vào không lạnh nữa. Cái cây mình ăn bữa nè. Nè. Nè, phải từ từ để có cây chạm nè.
được chú cò nữa nha anh em. Là chú cò này là chú thứ 5 rồi nè. Bây giờ hiện tại cũng 4 giờ mấy rồi anh em ơi. Mấy anh em mình ráng kiếm hoàn thiện cái clip rồi cho anh em xem rồi mấy anh em mình ngưng. Ôi trời ơi 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 đâu bự dữ vậy. À, bay ăn trước đậu con. Đâu ạ? À? Con hàng khủng. Con gì? Con cái thằng cổ nhỏ xíu xíu đó. Cổ dài sọc cao nhồng đó. Ừ. À, ba lúc kia kìa. Màu xám hay màu đỏ? Màu đen. Đen hả? À, cái con bữa đó mới lụm đó. À. Ảnh. Con bữa tôi về anh Phong ăn đó phải không? À. Nó dưới sông hay gì? À, đâu đằng cái đằng đây nè. Cách chừng đâu vài chục mét, ba chục. Phải xong luôn. Con này hơi nặng à. Hơi nặng phải không? Nước á. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Chân bùa gần lại hút điếu hút cái cây mày hả mày bị tao dụ rồi để bắn nhiều máy bay ở bị bay luôn kìa. Trúng đạn ơi. Ơi té rồi luôn. Té nó chết luôn rồi, con nó té xuống chết rồi. Chết rồi nè. Đéo cái bỉnh luôn, xuyên vô ngồi rồi. Sao anh Dạng? Sao? Kẹo đó kìa. Mượn cái sùng kìa. Có sùng kìa anh, mượn người ta một tiếng. Nó con đó nó không có gãy cánh đâu. Nó gớt xuống là nó chết à. Nó gớt xuống là nó sụm à. À nó gớt cái trong cái bụi cây đó nghe anh em. Còn mày biết bay bay đi mượn giường đi chứ tao không biết bay đâu. Đâu nằm đây chết đây cây trời. Đây anh em ơi. Bắn giữa ngực luôn quá. Ừ. Cái con cò nãy mình bắn nó trên bụi lục bình đó anh em. Nó bay qua đây nè. Nó té. Mình mượn xuồng của bà cô mà mình với anh Đạt bơi qua. Quá mệt. Được thôi à. Đó nè, chỉ sùng kìa. Một chú cò thứ 6 nha anh em. Sao nó bay qua mà nó xà xuống là mình hiểu nó gục luôn rồi. Nó bay qua gục rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rồi, ok anh em ơi. Thì thành quả hôm nay của mình với bạn Đạt với ông anh mình đi săn được bao nhiêu đây nha anh em. Đó là được 6 chú cò. 6 chú cò bọ với một chú cò lửa nha. Cò lép. Đó. Thì khẩu thùng hôm nay của mình đi săn là 13 19 130 nha anh em. Đó, ghi size 065, bắn 17 mm. Thì vẫn là cái mẫu ná F1 của mình đó nha. Đó, anh em có cần mua thùng bi ná gì thì anh em cứ inbox qua Zalo giúp mình nha anh em. Rồi thì bây giờ cũng 4 5 giờ rồi anh em ơi, 5 giờ 5 mấy rồi. Giờ mấy anh em mình cũng kết thúc video tại đây luôn. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ nha. Rồi.